Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức Hoa Kỳ trên kênh H News. Bản tin của ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thêm một tin nữa lộ ra trong vụ 83,3 triệu ông Trump bị kiện ở New York của bà E. Carroll. Kính thưa quý vị, phụ tá luật sư trong vụ kiện của bà E. Carroll là luật sư Sean Crowley. Luật sư này đã từng là thư ký của thẩm phán Lewis Kaplan. Ông thẩm phán đã từng đến dự đám cưới của luật sư Sean Crowley. Luật sư của ông Trump, bà Oppa, nhấn mạnh vào Điều luật 28 u Code phần 455A, quy định nếu thẩm phán vụ xử có các liên quan với các luật sư trong vụ xử, thì thẩm phán phải báo cáo và rút lui khi vụ án bắt đầu. Trong hai ngày qua đã xì cho hai vụ, hôm qua bà luật sư Roberta Kaplan của bà E. Carroll là đồng nghiệp làm chung một hãng luật với thẩm phán Lewis Kaplan. Hôm nay, luật sư Sean Kiraly, phụ tá luật sư Robert Kaplan của bà E. Carroll, là cựu thư ký của ông thẩm phán. Còn nhiều gây cấn, coi bộ khó lấy 83,3 triệu của ông Trump. Trong khi đó, vài ngày sau, khi được xử thắng trong nỗ lực kiện của ông Donald Trump, tôi phỉ bắn. Cựu nhà báo E. Jean Carroll của tạp chí Elle tiết lộ bà sẽ chi 83 triệu đô la Mỹ tiền thắng kiện cho những thứ mà vị cựu tổng thống Mỹ ghét. Ông Biden mất lòng cử tri gia màu. Ngày càng nhiều cử tri gia màu Mỹ nhóm ủng hộ cốt lõi từng giúp ông Biden đánh bại Trump, bày tỏ thất vọng với những cam kết của tổng thống đương nhiệm. Trên đường vào trung tâm thành phố Baltimore ở tiểu bang Michigan, Brian Killion Bay thấy buồn khi nhìn những khu vực từng đông đúc, sôi động giờ trở thành khu đất hoang. Khi ngày bầu cử đến gần, các nhà vận động của Đảng dân chủ đến từng nhà, nói rằng sẽ cải thiện tình hình, nhưng Killion Bay giờ đây không tin điều đó sẽ xảy ra người đàn ông da màu 59 tuổi này đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sự ủng hộ của nhóm cử tri da màu và gốc Latin được coi là yếu tố quan trọng giúp cho ông Biden đánh bại Trump để trở thành tổng thống Mỹ. Song năm nay, Kellyanne Bay và nhiều người da màu khác trong khu vực không chắc sẽ làm như vậy. Tôi đang phân vân không biết có nên đi bỏ phiếu hay không. Rất nhiều người ở đây đều như vậy, Kellyanne Bay nói. Ông cho rằng các lãnh đạo trong đảng Dân Chủ phải cho thấy những hành động thực chất. Ông cho biết, bạn không thể chỉ đưa ra những lời hứa hẹn và cho rằng chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho bạn chỉ vì không thích ứng viên của đảng kia. Các nhà phân tích chính trị cho rằng quan điểm của QNB cho thấy sủng hồ từ cử tri da màu, đặc biệt là nam giới dành cho Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ đang suy giảm. Nhiều cuộc thăm dò gần đây đã cảnh báo xu hướng này, Cuộc khảo sát do New York Times Senior thực hiện hồi tháng 10 năm 2023 chỉ ra 22% cử tri da màu ở 6 bang chiến trường, trong đó có Michigan, sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngay thời điểm đó, trong khi 71% nói sẽ bầu cho ông Biden. Ông Trump chỉ giành được 8% ủng hộ của cử tri da màu trong cuộc bầu cử năm 2020 và 6% năm 2016. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, dù rất ít chiến lược gia tin rằng ông Trump có thể giành 20% phiếu bầu của cử tri da màu trong cuộc bầu cử sắp tới, xu hướng gia tăng nhỏ cũng có thể gây ra rắc rối cho ông Biden, đặc biệt là ở những bang dao động có tỷ lệ cử tri da màu lớn như Michigan. Các chiến lược gia lo ngại một bộ phận cử tri da màu có thể không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11, khiến ứng viên Dân Chủ mất đi nền tảng ủng hộ quan trọng. Georgia, là bang chiến trường quan trọng có thể định đoạt cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Năm 2020, ông Biden đã lật ngược thế cờ trước ông Trump khi mà giành nhiều hơn 11.779 phiếu bầu, khoảng 0,24% trong tổng số 5 triệu phiếu của bang. Kết quả đó đã khiến Trump trở thành ứng cử viên Cộng hòa đầu tiên thua ở Georgia sau nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát sau đó cho thấy ông Trump đang có nhiều cơ hội giành lại bang này trong cuộc bầu cử năm nay khi tỷ lệ ủng hộ tổng thống Joe Biden đang suy giảm. Năm 2020, khoảng 88% cử tri da màu ở bang Georgia ủng hộ ông Biden, song kết quả của cuộc thăm dò Atlanta Journal Constitution tuần trước cho thấy con số này đã giảm xuống 58,6%. Tỷ lệ ủng hộ của ông Trump là 20,4%, trong khi 10% người da màu cho biết họ chưa có kế hoạch bỏ phiếu vào năm 2024. Nếu bầu cử năm nay cũng diễn ra sắc sao như năm 2020, bất kỳ sự sụp giảm nhỏ nào trong tỷ lệ ủng hộ cũng có thể ảnh hưởng tới kết quả của ông Biden ở Georgia. Cuộc khảo sát của 1007 cử tri đã đăng ký do Trường Quan hệ Công chúng và Đối ngoại thuộc Đại học Georgia thực hiện. Từ ngày 3 đến 11 tháng 1 cho thấy ông Trump đã dẫn trước ông Biden trong cuộc đối đầu giả định với tỷ lệ 45% và 37%. Cliff Albright, Đồng sáng lập quỹ các vấn đề của cử tri da màu nói rằng, dù các cuộc thăm dò hiện tại không có nghĩa chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden đang sụp đổ, chúng có thể là mối đe dọa âm ỉ đối với tổng thống. Michael Tyler, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Biden và phó tổng thống Kamala Harris, cho rằng chính quyền ông Biden đã mang lại nhiều lợi ích cho cử tri da màu. Tỷ lệ thất nghiệp của người da màu ở mức thấp kỷ lục 4,7% vào mùa xuân năm ngoái. Chính phủ cũng tạo ra các chương trình thúc đẩy giáo dục đại học cho người da màu và các doanh nghiệp do người da màu làm chủ. Ông Biden nói tại Charleston, bang Nam Carolina gần đây, phụ nữ da màu được bổ nhiệm vào các tòa án phúc thẩm liên bang dưới thời ông Joe Biden nhiều hơn mọi tổng thống khác trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, nhiều cử tri da màu vẫn nói rằng họ thất vọng với ông Biden khi mà ông ấy không hoàn thành lời hứa về dự luật quyền bỏ phiếu hay cải cách lực lượng cảnh sát. Dù điều này phần lớn do phản đối từ phe Cộng hòa, một số lãnh đạo dân quyền cho rằng ông Biden đã không nỗ lực hết mình cho vấn đề này như những gì ông ấy đã làm cho cuộc xung đột Ukraine. Với nhiều người da màu khác, kinh tế là vấn đề khiến họ thất vọng khi mà không cảm thấy cuộc sống được cải thiện giữa bối cảnh lạm phát và lãi suất tăng cao. Nhiều cử tri da màu ở Detroit, thành phố lớn nhất bang Michigan đang cảm thấy họ bị đảng Dân Chủ lợi dụng. Brandon Snyder, Giám đốc điều hành Detroit Action, tổ chức hoạt động vì người da màu thu nhập thấp ở Mỹ nói rằng bạn có thể nghe thấy những bình luận như ông Biden quan tâm tới người Mỹ Latin hay người châu Á. Họ thông qua luật chống thủ ghét người gốc Á. Thế dự luật của chúng tôi ở đâu? Hoặc ông Trump cho tôi một tấm xét. Trump cũng không tệ. Demar Bias, 45 tuổi, sống ở Pontiac, nói rằng nếu mà bạn có thể chuyển 800 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, bạn không thể nói với tôi rằng không thể tạo điều kiện cho các khoản vay sinh viên, các khoản hỗ trợ sinh viên, người thuê nhà bị bãi bỏ, nhưng Mỹ lại gửi số tiền đó ra nước ngoài. Kerry Tolbert, cư dân Pontiac, đồng tình. Ông nói rằng, hàng tỷ đô la Mỹ chuyển ra nước ngoài trong khi người dân trong nước không được hưởng hỗ trợ. Điều đó giống như một cú tác vào mặt trong lịch sử bầu cử Mỹ, cử tri da màu thường bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ nhiều hơn Cộng Hòa. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, nhiều người da màu trẻ tuổi đang có xu hướng không tự coi mình là nền tảng ủng hộ cốt lõi của đảng Dân Chủ và trở thành các cử tri độc lập. Phyllis Andrew, đồng giám đốc của nhóm Black Man Build, từng là cố vấn cấp cao của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cho biết những cử tri trẻ da màu ngày càng thiếu sự nhiệt thành với Tổng thống Biden. Kellen B cho biết ông đang tìm kiếm những hành động thực chất hơn là lời hứa ghi tranh cử. Ông nói rằng: "Bạn biết người trẻ nói gì với tôi không? Đó là việc họ đi bỏ phiếu có quan trọng hay không? Chúng tôi sẽ không nhận được gì cả." Hội đồng bầu cử Illinois bỏ phiếu giữ tên ông Trump trên lá phiếu. Hội đồng bầu cử của tiểu bang Illinois đã bỏ phiếu đưa cựu Tổng thống Donald Trump vào cuộc bỏ phiếu sơ bộ của tiểu bang sau một đề nghị từ Tổng cố vấn của hội đồng này về việc bác bỏ vụ việc. Hội đồng này là một hội đồng lưỡng đảng, đồng đều thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, những người đã bỏ phiếu đồng thuận bác bỏ thách thức này. Ủy viên Jack Fred cho biết, tiền đề được áp dụng cho vụ việc này là luật dựa trên những trường hợp đặc biệt thì khó áp dụng trong cuộc sống, Hard cases make bad law. Ông nói rằng nếu chúng ta vượt qua thẩm quyền của mình và xem xét cơ sở của hành vi, thì tôi nghĩ những gì chúng ta chứng kiến sẽ là một loạt vụ kiện tụng được mở ra. Chẳng hạn như, sau sự việc này, mời ứng cử viên hội đồng nhà trường có thể thách thức các đối thủ của họ về hành vi phạm tội bị cáo buộc và yêu cầu hội đồng bầu cử điều tra. Ông nói thêm rằng, giải pháp mà những người đệ đơn đang tìm kiếm là tước quyền bầu cử, và họ chưa đáp ứng được ngưỡng đó. Ủy viên Christiana Craig là thành viên duy nhất còn lại đưa ra tuyên bố muốn bổ sung vào hồ sơ rằng bà là một thành viên đảng Cộng Hòa. Nhưng tôi không nghi ngờ gì rằng cựu Tổng thống Trump đã tham gia vào một cuộc nổi dậy. Bà cho biết rằng bà không nghĩ là hội đồng có thẩm quyền để đưa ra phán quyết về vấn đề như vậy. Bà cho biết rằng quyết định này có thể được kháng cáo lên tòa án tiểu bang và cố vấn pháp lý Marnie mà Lewis đã đưa ra một số điều lưu ý trong phiên điều trần nhằm hợp lý hóa quyết định này và ngăn chặn tiến trình kéo dài nếu vụ việc được tòa án chuyển lại cho hội đồng. Bà Malowes đã khuyên hội đồng rằng ngay cả khi hội đồng không có thẩm quyền phân tích vấn đề về hiến pháp, nhưng họ vẫn có thẩm quyền theo luật định để đưa các ứng cử viên đủ điều kiện vào lá phiếu. Bà cho biết bà không tin cựu tổng thống Trump đã nộp giấy tờ giả. Bà nói thêm rằng một số vấn đề cần được xác định trước là câu hỏi liệu mục 3 có tạo thành cuộc nổi dậy hay không và đề nghị hội đồng không đề cập đến vấn đề đó. Bà đề nghị rằng cựu Tổng thống Trump nên được chứng nhận cho cuộc bỏ phiếu. Đơn kiến nghị này được nhóm hoạt động tự do ngôn luận cho mọi người đề trình vào ngày 4 tháng 1. Nhóm này đã thúc đẩy lý thuyết pháp lý rằng cựu Tổng thống Trump không đủ tư cách tranh cử vì sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã tạo thành một cuộc nổi dậy như được mô tả trong mục 3 của tu chính án thứ 14 và vụ kiện tại Illinois là một trong nhiều vụ kiện mà nhóm này đã đề trình. Các luật sư của nhóm này và luật sư của cựu Tổng thống Trump cũng đưa ra những lập luận ngắn gọn trước cuộc bỏ phiếu của hội đồng, với những người đệ đơn chủ yếu dựa vào báo cáo của hội đồng đặc biệt ngày 6 tháng 1 do đảng Dân Chủ kiểm soát và cựu Tổng thống Trump lập luận rằng ông không tham gia vào cuộc nổi dậy và hội đồng không có thẩm quyền để đưa ra phán quyết về cuộc nổi dậy. Hội đồng cũng đồng thuận bác bỏ hai kiến nghị phản đối việc ứng cử của Tổng thống Joe Biden. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp